Tao nhìn thì mày quá hâm, mày bảo mày là roi nhưng đeo giống quán quân. Mày như là thằng lót đường khi mà bây giờ tao biết là thằng mày chót buồn. Mày là rider hay là rider? Khi mà bây giờ tao biết mày là sai rồi. Bố mày ra đây, bố mày bán mày hai vơ. Tao con chó này ra đây thì nó là thằng trai mơ. Bố mày vẫn là nhà vô địch, mày là thằng nô dịch. Ok, ném xác mày xuống tô lịch khi mà bố mày bảo là để mày thủ nào vô địch. Tao lại làm thật căng, hôm nay tao đấm 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 cho mày lật răng. Hôm nay bố phóng lên tận mặt trăng. Tao con chó đang nhìn tao và nó bảo thật căng. Mẹ mày nó kêu là nhưng mà bố mày lại biết thằng con chó này gặp tao thì nó lại là thơ. Yeah, rapper Daisy, Raju. Ok, và tao đứng ở đây và uống rồi. Khi mà chắc chắn thằng này là thằng núi bùi. Tao đã bảo mặt mày phải là cúi xuống và chắc chắn là ok bố mày sẽ là đái xuống. Mày đéo thể vô địch bởi vì chắc chắn thằng này chỉ là thằng nô dịch. Tao đã biết là ok quán quân đéo có nó bởi vì chắc chắn là nó muốn thắng tao khó khó khó. Chó, ok mày cứ đứng đây và mày sủa câu câu. Tao đã bảo là ok nếu mà tao flow trước thì chắc chắn là mày phải flow sau. Ok tao biết mày tên là gió, gió thì bay đi đừng có đến ở đây. Ok tao bảo là ok nếu mà mày thích thì bố mày cho mày đến đến từ ngay. Ok loại mày là đéo có sát thương, tao cho mày luôn cái bát hương. Loại mày sẽ phải là thắp nhang để bố mày ở đây và bố mày bắt ngang.